Chính phủ Campuchia cho biết 20 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một vụ nổ kho đạn thuộc Bộ Tư lệnh Quân sự số 3 ở tỉnh Kampong Speu xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 4. Thủ tướng Hun Manet đã gửi lời chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vô cùng sốc khi nhận được tin về vụ nổ. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ, hỗ trợ 20.000 đô la cho mỗi gia đình tang quyến và 5.000 đô cho mỗi binh sĩ bị thương. Ngoài thương vong về người, vụ việc còn khiến 4 tòa nhà bị hư hại nặng, trong đó đạn dược ở ba nhà kho đã bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng 25 căn nhà của người dân gần đó cũng bị hư hại. Tỉnh Kampong Spur đang trải qua đợt nắng nóng lên tới gần 40 độ C. Nhiệt độ cao kéo dài có thể làm giảm độ ổn định của chất nổ và có nguy cơ chỉ một vụ nổ nhỏ có thể kích hoạt phản ứng nổ dây chuyền. Hiện cảnh sát đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.